Quỳnh Anh và Ngọc Triều xin thân ái kính chào quý khán thính giả Hồn Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ hai đầu tuần. Chào Quỳnh Anh. Dạ, Quỳnh Anh xin kính chào quý khán giả của Hồn Việt TV. Thân ái mến chào anh Ngọc Triều, thưa anh. Hôm nay thì bầu trời nó hơi ui ui của những ngày lễ Memorial Day. Nhưng mà khí hậu nó bắt đầu hầm hập rồi ha. Dạ. Nó nóng lên. Ấm. Nhưng mà trong dịp lễ này thì chúng tôi cũng xin kính chúc quý khán giả của Hồn Việt TV được ngày nghỉ lễ thật vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và dịp lễ Memorial Day thì mình tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, nơi đây là tại xứ sở Hoa Kỳ. Nhưng mà mình cũng không quên những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho lý tưởng tự do của miền Nam Việt Nam. Dạ. Yeah. Kính thưa quý vị khán thính giả, phần tin tức đầu tiên được gửi đến quý vị đó là phần tin tức về Hoa Kỳ với Quỳnh Anh. Kính thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ, nói về thỏa thuận trần nợ sẵn sàng chuyển sang Quốc hội để bỏ phiếu. Tổng thống Biden hôm Chủ nhật cho biết, ông đã hoàn tất thỏa thuận ngân sách với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy để đình chỉ trần nợ 31.400 tỷ đô la cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2025 và thỏa thuận này sẵn sàng chuyển sang Quốc hội để bỏ phiếu. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc sau cuộc điện thoại với ông McCarthy, Tổng thống cho hay thỏa thuận này là tin vui cho người dân Hoa Kỳ. Mối đe dọa vỡ nợ thảm họa không còn nữa, bảo vệ sự hồi phục kinh tế của Hoa Kỳ. Thỏa thuận ngăn chặn chính phủ vỡ nợ đạt được sau nhiều tuần thương thảo giữa ông Biden và các dân biểu Cộng Hòa. Thỏa thuận vẫn cần Quốc hội thông qua trước ngày 5 tháng 6 khi Bộ Tài chánh hết tiền để thanh toán hóa đơn. Tổng thống nói rằng ông kêu gọi lưỡng viện Quốc hội thông qua thỏa thuận và ông hy vọng ông McCarthy có đủ số phiếu cần thiết để thông qua thỏa thuận. Thỏa thuận gặp phải sự chỉ trích từ phía Cộng Hòa cứng rắn và phía Dân chủ cấp tiến. Nhưng ông McCarthy hôm Chủ nhật dự báo ông sẽ có sự ủng hộ của đa số trong đảng Cộng Hòa. Thỏa thuận sẽ đình chỉ trần nợ cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, giới hạn chi tiêu ngân sách năm 2024 và 2025, lấy lại quỹ COVID chưa sử dụng, đẩy nhanh quy trình cấp phép cho một số dự án năng lượng và bao gồm quy định bổ sung cho các chương trình hỗ trợ lương thực cho người nghèo ở Hoa Kỳ. Dự luật sẽ cho phép chi tiêu an ninh hơn 886 tỷ đô la trong năm tài chánh 2024 và hơn 703 tỷ đô la cho chi tiêu ngoài an ninh. Nó cũng cho phép tăng chi tiêu an ninh trong năm tài chánh 2025. Thống đốc của North Dakota sẽ ra tranh cử tổng thống. Thống đốc của North Dakota là Doug Burgum sẽ tham gia cuộc chạy đua tổng thống năm 2024 và gia nhập danh sách ứng cử viên đang hy vọng lật đổ ông Donald Trump và trở thành đề cử viên của Đảng Cộng Hòa. Một nguồn tin thân cận cho biết là ông Burgum sẽ công bố tranh cử vào ngày 7 tháng 6 ở tại Fargo. Ông Burgum năm nay 66 tuổi, mở công ty software trước khi bán công ty lại cho Microsoft vào năm 2001. Là người ủng hộ cho thuế thấp và ít quy định quản lý hơn. Ông sẽ phác họa bản thân là một người bảo thủ truyền thống, tập trung vào kinh tế và an ninh quốc gia. Bà Janet Hoffman là một cố vấn chính trị đưa ra nhận xét. Ông ta ít có cơ hội được đề cử, nhưng có thể lôi cuốn những người chán ngán sự hỗn loạn của ông Donald Trump. Ngày càng nhiều ứng cử viên Cộng Hòa tìm cơ hội để thay thế Tổng thống Joe Biden. Cuộc khảo sát của Reuters Ipsos từ ngày 9 cho đến ngày 15 tháng 5 cho thấy là ông Donald Trump nhận được sự ủng hộ của 49% cử tri Cộng Hòa, trong khi thống đốc Florida Ron DeSantis về nhì với 19%, theo sau là cựu phó tổng thống Mike Pence với 5% và cựu thống đốc của South Carolina Nikki Haley với 4%. Tháng trước thì ông Burgum đã ký một trong những luật cấm phá thai nghiêm ngặt nhất trên đất nước. Ông cũng ký luật cắt giảm thuế thu nhập lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang. Qua tin tiếp theo, Hạ viện Texas bỏ phiếu luận tội Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton. Hạ viện Texas hôm thứ Bảy đã bỏ phiếu để luận tội Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton, người bị các đồng nghiệp Cộng hòa cáo buộc lạm dụng chức vụ. Trong thủ tục lịch sử, Hạ viện bỏ phiếu với 121 phiếu ủng hộ
và 23 phiếu chống để luận tội ông Buxton sau nhiều giờ tranh luận. Hai dân biểu có mặt nhưng không bỏ phiếu trong khi ba người vắng mặt. Buxton sẽ tạm thời bị đình chỉ chức vụ trong khi chờ xét xử tại Thượng viện. Ông Buxton phủ nhận cáo buộc và lên án thủ tục luận tội là trái phép, phi đạo đức và cực kỳ bất công. Trên mạng xã hội Truth Social trước cuộc bỏ phiếu, cựu Tổng thống Trump cam kết sẽ đấu tranh với các dân biểu Cộng hòa ở Texas nếu ông Buxton bị luận tội. 20 điều khoản luận tội do một ủy ban Hạ viện trình bày cáo buộc ông Buxton hỗ trợ một nhà tài trợ chính trị giàu có, thực hiện cuộc điều tra giả vờ đối với người tố giác trong văn phòng của ông và che giấu sai phạm của ông trong một vụ gian lận chứng khoán khác cùng với các tội danh khác. Thủ tục luận tội ông Buxton cho thấy chia rẽ giữa phía Cộng hòa ở Texas. Một số người ủng hộ luận tội Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang. Trước cuộc bỏ phiếu, dân biểu David Spiller nói rằng ông Buxton liên tục và vi phạm trắng trợn luật pháp, quy định, chính sách và thủ tục. Nhiều người khác phản đối. Dân biểu John Smithy cho biết ông không bênh vực ông Buxton nhưng chỉ trích thủ tục luận tội và cho rằng thiếu bằng chứng. Ba người bị thiệt mạng trong cuộc đọ súng giữa các băng mô tô đối thủ ở tại New Mexico. Một người bị truy tố tội giết người sau cuộc đấu súng giữa các băng mô tô đối thủ tại một cuộc tuần hành mô tô ở tại Red River, thuộc miền Bắc của New Mexico vào hôm thứ Bảy, làm cho ba thành viên của băng đảng bị thiệt mạng và năm người khác bị thương. Cảnh sát trưởng của tiểu bang là Tim Johnson vào hôm Chủ nhật cho hay, thành viên của các băng Bandidos và Water Dogs đã đấu súng lúc vào khoảng 5 giờ chiều trên đường phố đông người của thành phố cách thủ phủ Santa Fe khoảng 120 km. Trong cuộc họp báo ở tại Red River, thì ông Johnson cho biết đây là cuộc đọ súng giữa các băng đảng, không ai khác bị thương. Trong số 3 người bị tử vong thì 2 người là thành viên của băng Bandidos và người kia thì thuộc băng Water Dogs. Jacob Castillo, 30 tuổi, là thành viên của Water Dogs ở tại New Mexico, bị truy tố tội giết người, trong khi Matthew Jackson, 59 tuổi ở tại Texas, là trưởng của một chi hội Bandidos. Đối diện với tội danh mang theo súng cháy luật và Christopher Garcia, 41 tuổi ở tại Texas, thì thuộc băng Bandidos, bị bắt giữ vì nghi ngờ sở hữu cocaine. Cuộc đối đầu bắt đầu ở tại Albuquerque vì một tấm hình liên quan đến một băng khác, sau đó thì tràn ra cuộc tuần hành mô tô nhân dịp lễ chiến sĩ trận vong Memorial Day hàng năm ở tại Red River. Ông Johnson thì cho hay Bandidos đã liên quan đến ít nhất 3 vụ nổ súng ở tại Texas và Oklahoma trong 2 tháng qua. Có khoảng 28.000 tài xế mô tô từ khắp đất nước dự cuộc tuần hành Memorial Day với nhạc sống và lễ tưởng niệm tại đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam ở tại Angel Fire ở gần đó. Tin Hoa Kỳ tiếp đến cho biết tòa nhà bị sập một phần ở Davenport tại Iowa. Một phần của một tòa nhà bị sập ở thành phố Davenport, Iowa chiều hôm Chủ nhật. Sở Cảnh sát Davenport cho hay tòa nhà bị sập nằm trên đường Main Street. Một nhà thờ ở gần đó được sử dụng làm điểm tập trung. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ sập tòa nhà. Báo Quad City Times cho biết anh Robert Robinson sống trên tầng 2 của tòa nhà, đi ra ngoài để hút thuốc lá và khi quay lại thì chuông báo động vang lên. Anh cho hay khi anh bắt đầu trở vào thì đèn điện bị tắt. Bất thình lình mọi người bắt đầu chạy ra nói rằng tòa nhà bị sập. Robinson và bạn gái kịp thời di tản xuống đất. Ông Todd Markovic, một nhà thầu từ Davenport cho biết ông đang ở bên trong và dựng xà trợ lực khi tòa nhà sụp đổ. Theo một số người trong khu vực, tòa nhà có nhiều vấn đề. Bà Jennifer Smith, chủ 4 Street Nutrition cho hay bà nhận được thông tin tòa nhà bị sập từ chồng của bà. Bà cho biết bà đã gọi điện thoại cho thành phố và khiếu nại từ tháng 12. Nhà vệ sinh của bà bị sụp từ thời điểm đó. Nhà bà bị hư hỏng vì thấm nước kể từ khi bà chuyển đến hồi mùa đông. Đồng chủ công ty Deontay Mark cho hay cảnh sát cứu hỏa vừa đến tòa nhà kiểm tra hôm thứ Năm. Báo Quad City Times cho biết tòa nhà này là của ông Andrew Ward. Cơ quan hữu trách quận hạt cho hay giấy phép gần đây nhất của tòa nhà được nộp hôm 2 tháng 3. Năm 2022, gần 20 giấy phép được nộp
chủ yếu cho vấn đề điện nước. State Farm không còn nhận đơn bảo hiểm mới của chủ nhà ở tại California nữa. Kể từ ngày 27 tháng 5 thì State Farm không còn nhận đơn bảo hiểm mới của chủ nhà ở tại California với lý do là nguy cơ thảm họa khí hậu như là cháy rừng ngày càng tăng và chi phí xây dựng cũng tăng cao. Trong 5 năm qua thì người dân Cali đã phải đối phó với hậu quả từ mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử và trong đợt hạn hán nghiêm trọng đến lũ lụt sau đợt mưa lớn trong mùa đông vừa qua. Bà Janet Ruiz thuộc Viện Thông tin Bảo hiểm cho biết với 5 năm cháy rừng và thiệt hại thì công ty bảo hiểm mất gần như toàn bộ lợi nhuận lũy kế trong vòng 20 năm qua. Và bà cũng cho biết rằng một phần là do đề luật 103 của Cali, trong đó quy định công ty bảo hiểm phải được cơ quan bảo hiểm tiểu bang chấp thuận trước khi thực hiện mức chi phí bảo hiểm mới. Một số nhà phân tích cho hay là quy định này đã khiến cho chi phí bảo hiểm ở California thấp đến khó tin. Trong khi luật giữ cho chi phí bảo hiểm ở mức thấp thì ngành bảo hiểm thì lý luận nó cũng đẩy chủ nhà vào nguy cơ mất đi nhà cung cấp. Mặc dù State Farm không còn nhận đơn bảo hiểm nhà ở mới nữa, ông William Chia là chủ tịch của Hội Môi giới Bất động sản quận hạt Santa Clara cho hay là người mua nhà vẫn còn có các lựa chọn khác. State Farm cũng cho biết là công ty sẽ duy trì hợp đồng bảo hiểm hiện hữu cho khách hàng California. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của Việt TV chiều nay và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin thế giới.